Vô tình quay được người ngoài hành tinh đang theo dõi nhóm bạn trẻ, khiến người quay phim rợn tóc gáy. Người ngoài hành tinh có tồn tại hay không? Câu hỏi này được đặt ra khi hàng trăm hình ảnh và video về người ngoài hành tinh được quay chụp mỗi năm. Nhiều người nghi ngờ về sự tồn tại bí ẩn của sinh vật này. Trường hợp trong video dưới đây là một ví dụ cụ thể. Một đoạn video quay được hình ảnh một sinh vật giống như một người ngoài hành tinh đã được hai du khách người Anh quay lại trong khu rừng rậm Amazon đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng sau khi được đăng tải lên YouTube. Sinh vật được cho là người ngoài hành tinh này đứng nấp đằng sau một cái cây và cách không xa đám đông đang đứng quay phim. Trong khi đoạn phim chủ yếu quay một đám trẻ thì cánh rừng phía sau lưng lại có những ánh sáng lấp lánh mờ ảo. Hình ảnh một sinh vật được cho là người ngoài hành tinh xuất hiện trong đoạn phim đã được Michael Cohen, một phóng viên chuyên nghiên cứu các hiện tượng huyền bí, phát hiện ra. Trước đó, một sinh vật được cho là người ngoài hành tinh lao qua cánh đồng ở khu vực nông thôn Redgate ở Montana, Hoa Kỳ. Người ngoài hành tinh này đã được bắt gặp trên video đang đi bộ qua rừng gần một tòa nhà quân sự bỏ hoang. Đoạn video được quay bởi một nhóm thám hiểm. Trong khi một số người cho là giả mạo, vẫn còn rất nhiều người cho đây là thật và thậm chí còn có các chuyên gia đau đầu và tự hỏi liệu chúng ta có thực sự được các sinh vật từ nơi khác đến thăm không? Theo các bạn, liệu những sinh vật này có thật là đang tồn tại hay không? Hãy nói cho Trùm Tin Bí Ẩn biết với nha!